Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim đây. Dạ hôm nay mình sẽ khui cái máy này ra nha. Cái máy này nè, máy bộ cao su mình mua nè. Và mình sẽ kiểm tra trong cái máy này sao nha. Máy này chơi trong trường hồi tập hồi xưa nó bán. Mình cần cái này. Để mình tháo ra nha mọi người. Mình sẽ cất đoạn này để cho mọi người coi chậm nha. Đây đây này, mình tháo một vòng rồi nha mọi người. À, hào mất rồi nè. Cho mọi người háo xong rồi. Cái chú à. Thôi rồi, cũng được nhiều rồi. Mấy cái đinh đâm nè. Trời. Mấy cái này nè. Cái máy này nó nhiều. Ui cái chú. Video hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn mọi người. Nó khô xong rồi. Nhớ ấn đăng ký, subscribe, đăng ký kênh cho Kem và xin nha.